chiến hạm Trung Quốc tới Campuchia tham gia diễn tập chung. Hai chiến hạm Trung Quốc cập cảng Sihanoukville của Campuchia trong khuôn khổ diễn tập chung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tàu đổ bộ tỉnh Cương Sơn và tàu huấn luyện thiết kế quan của Hải quân Trung Quốc ngày 19 tháng 5 cập cảng Sihanoukville của Campuchia trong khuôn khổ diễn tập Rồng Vàng 2024. Trong cuộc họp báo tại cảng Sihanoukville, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên cho biết, chúng tôi là những người bạn bền chặt như sắt đá, nhận định hợp tác quân sự song phương có lợi cho an ninh của cả hai nước và khu vực. Diễn tập Rồng Vàng 2024 diễn ra tại tỉnh miền Trung Campong Chờ Nang và ngoài khơi tỉnh Ria Sihanouk của Campuchia. Hơn 2.000 binh sĩ, trong đó có 760 lính Trung Quốc, 11 chiến hạm Campuchia cùng nhiều xe tăng và thiết giáp tham gia hoạt động. Quân đội Campuchia cho biết diễn tập Rồng Vàng 2024 là hoạt động có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và Trung Quốc chi trả kinh phí. Theo tư lệnh quân đội Campuchia Vong Phi Sen, diễn tập sẽ giúp nâng cao năng lực chiến đấu chống khủng bố của lực lượng vũ trang hai nước. Cách cảng Sihanoukville vài km là căn cứ hải quân Rim, cơ sở được Campuchia cải tạo với hỗ trợ từ Trung Quốc. Campuchia đã phá dỡ một số công trình tại đây được xây dựng bằng nguồn tài trợ từ Mỹ và từng là nơi quân đội nước này tổ chức diễn tập. Năm ngoái, các quan chức Campuchia phủ nhận việc xây dựng cầu tàu mới dài 363m tại căn cứ hải quân Rim để phục vụ tàu sân bay. Trong khi đó, Mỹ cho rằng căn cứ Rim có thể giúp Trung Quốc có vị trí chiến lược trong khu vực Vịnh Thái Lan, gần với Biển Đông. Diễn tập Rồng Vàng đầu tiên được Campuchia và Trung Quốc tổ chức vào năm 2016. Campuchia đầu năm 2017 hủy hoạt động tương tự có tên vệ binh Angkor với quân đội Mỹ sau 7 năm tổ chức. Tàu huấn luyện thiết kế quan thuộc lớp Tai 680, dài 163m, lượng giãn nước 9.000 tấn, tốc độ tối đa 40 km/h và tầm hoạt động hơn 18.000 km. Tàu có thủy thủ đoàn 450 người. Được trang bị một hải pháo HTG 26-76mm và hai pháo HTG 17. Tàu đổ bộ tỉnh Cương Sơn thuộc lớp Tai 071, lượng giãn nước 25.000 tấn, dài 210m, được trang bị một hải pháo AK 176-76mm, 4 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần AK 630-30mm. Chiến hạm có thể chở theo 4 tàu đổ bộ đệm khí, 2 tàu đổ bộ, 14-20 thiết giáp, 500-800 binh sĩ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.